năm con giáp lộc trời rơi xuống, quý nhân tương trợ, dầu ú dầu ụ trong ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, năm Giáp Thìn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 4 Tết, tức là ngày Đinh Mùi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào xuân Giáp Thìn năm 2024, đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 4 Tết. Những con giáp này nhìn chung khá là hạnh phúc về mặt vật chất lẫn về tinh thần. Bởi trong thời gian vừa qua, các bạn đã cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, nên đây chính là lúc để các bạn nhận được những cái thành quả xứng đáng. Thần tài luôn ở bên cạnh trợ lực giúp đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, nhiều không kể xiết. Trong công việc, những con giáp này sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ, trợ lực, nên là các dự án còn đang dở dang sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó, những con giáp này cũng được đối tác đánh giá cao, cấp trên khen thưởng, tăng lương, thăng chức. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì nhiều bạn sẽ có lộc ăn uống, được người thân, được bạn bè chiêu đãi, tặng quà, những món quà có giá trị. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong cái ngày mùng 4 Tết, ngày Đinh Mùi này. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, không ai khác, đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 4 Tết, ngày Đinh Mùi thì những người tuổi Ngọ được cục diện là Ngọ Mùi là nhị hợp. Đấy. Nói chung ấy, những người tuổi Ngọ được cục diện lục hợp nó che chở, nó giúp đỡ, nên những người tuổi Ngọ đoán toàn những tin tích cực trong ngày hôm nay. Vận trình sự nghiệp thì khá là hanh thông thuận lợi, dù đang theo đuổi bất kỳ cái lĩnh vực nào thì các bạn cũng có những cơ hội thăng tiến, nó được mở rộng và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Gặp phải khó khăn gì thì con giáp này cũng đều được giải quyết một cách là kịp thời. Đó. Bên cạnh đó, con đường tài lộc cũng tương đối là tốt, nhìn chung là một ngày suôn sẻ thuận lợi của những người tuổi Ngọ. Cái chuyện đầu tư kinh doanh thì gặp thời nên là cũng phát đạt là cái chuyện hiển nhiên. Các bạn cũng có nhiều cái mối làm ăn lâu năm tốt đẹp. Đối tác thì đều là những người đáng tin cậy nên là có thể yên tâm khi mà hợp tác. Bên cạnh đó, con giáp này mải mê làm việc, ham kiếm tiền là cái điều tốt, thậm chí là làm việc còn rất hiệu quả nữa. Nhưng đừng vì thế mà để ảnh hưởng đến cái sức khỏe, đến cuộc sống riêng tư, thời gian dành cho gia đình cũng như là cho người yêu. Ngoài ra thì các bạn cũng nên chăm sóc sức khỏe của bản thân một cách cẩn thận hơn, rèn luyện thể dục thể thao một cách đều đặn để cơ thể nó luôn được khỏe mạnh, may mắn và bình an. Và để gia tăng cái may mắn cho những người tuổi Ngọ trong thời gian này thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những khúc mắc, những thị phi, những xung sát trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp hóa giải những cái hạn tiểu nhân ám hại trong công việc, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Ngọ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 4 Tết, ngày Đinh Mùi này, thì những người tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp mộc cục. Vậy nên, những người tuổi Hợi có cơ hội làm việc và thể hiện cái năng lực của mình trong các lĩnh vực mà mình có thế mạnh. Đó. Con giáp này sẽ thỏa sức phát triển, phát huy cái năng lực và cái trí tuệ của mình, thể hiện được cái sự sáng tạo cũng như là cái phương pháp làm việc vô cùng hiệu quả của riêng mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi cũng đang rất là hanh thông, dồi dào, có của ăn, của để, không gặp phải cái sự cố nào dẫn đến thất thoát về mặt tiền bạc. Bên cạnh đó, các kế hoạch đầu tư kiếm tiền của con giáp này cũng đang tiến triển một cách rất là thuận lợi đó, và cũng thu về những lợi nhuận khả quan. Nếu mà cứ tiếp tục theo đuổi thì quý vị sẽ còn nhiều lộc lá hơn nữa. Tuy nhiên, trong thời gian này cái vận trình tình duyên nó không được êm đẹp cho lắm. Do là cục diện ngũ hành xung khắc, con giáp này cảm thấy là cô đơn,
dù muốn có người chia sẻ tâm sự nhưng mà lại gì không muốn mở lòng với người khác, dồn hết tâm huyết công sức vào công việc, nên là cái chuyện yêu đương nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình, tăng cường cái vận nhân duyên cũng như là tăng cường cái vận may về tài lộc cho những người tuổi Hợi, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày mùng 4 Tết thì đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão cũng được cục diện tam hợp Hợi Mão Mùi là tam hợp, đúng không? Vậy nên được cục diện tam hợp nó che chở, nó giúp đỡ, những người tuổi Mão nói chung ấy sẽ có một ngày thảnh thơi, làm gì cũng thu được cái kết quả tốt. Các bạn làm việc thì tới nơi tới chốn, lại biết cách xây dựng cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp với đồng nghiệp, với cấp trên, nên mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà những người tuổi Mão cần thiết. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng biết tận dụng cái sức mạnh của tập thể, cũng là cái chìa khóa giúp cho những người tuổi Mão có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, ngày mùng 4 Tết, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão cũng rất tốt, nhờ cái công việc nó tiến triển thuận lợi, hanh thông. Những cái nguồn thu nhập thì nó có ổn định, tiền bạc thì nó vào túi vững vàng, nên là những người tuổi Mão luôn cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư mới phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở ngày một nhiều hơn. Thưa quý vị, cái mặt công danh tài lộc tiền bạc nó thuận lợi, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng không có gì đáng phải chê trách. Cát khí nó lan tràn, nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ vợ chồng đôi lứa sẽ được dịp thăng hoa. Nếu có xảy ra những cái mâu thuẫn hay những cái bất đồng nào đó thì cũng sớm được giải tỏa. Chỉ cần đôi bên biết nhường nhịn và thông cảm cho nhau thì sẽ không có cái điều gì cần phải lo lắng trong thời gian này. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên những người tuổi Mão hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày mùng 4 Tết thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, với những người tuổi Mùi thì cái vận may tài lộc nó ghé thăm trong ngày do được thực thần trợ mệnh. Đó, cái chuyện làm ăn buôn bán của những người tuổi Mùi cũng sẽ vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản mệnh đã tìm được cái hướng đi phù hợp cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những cái thị trường tiềm năng và thành công sẽ tới với những người tuổi Mùi ở trong cái tương lai gần. Tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay thì cũng không được suôn sẻ cho lắm. Những người độc thân dù luôn thể hiện cái sự nhiệt tình của mình nhưng mà cũng không được đền đáp, không được đáp lại, nên là thường chán nản buồn bã. Tình cảm đến không đúng lúc, đúng chỗ thì cũng dễ dẫn đến những cái tổn thương là cái điều khó tránh khỏi. Dù vậy thì các bạn cũng không nên quá mức bi quan, có thể đó không phải là người mà thực sự dành cho các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì ngũ hành thổ nó vượng, nhắc nhở những người tuổi Mùi cũng nên là chăm chỉ vận động về thể chất nhiều hơn. Đừng có trì hoãn cái việc rèn luyện thêm nữa. Con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian và công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc cái bản thân. Bản mệnh sẽ thấy tác dụng tuyệt vời của cái việc luyện tập thể dục thể thao trong thời gian tới. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, tuổi may mắn thứ 5 trong cái ngày mùng 4 Tết ấy, thì đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân may mắn đón cái tin vui tài lộc nhờ được chính tài nó ghé thăm. Trong ngày hôm nay ấy, thì tiền bạc phần lớn đến từ cái công việc chính, thậm chí
có người còn ký kết được những hợp đồng lớn nên là sẽ được thưởng hoa hồng, tài chính thì cũng không ngừng sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. Bên cạnh đó, cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Thân trong cái ngày hôm nay ấy, cũng khá là tốt. Các bạn được cấp trên tin tưởng và trao cho những cái trọng trách quan trọng. Tất cả cũng nhờ các bạn đã thể hiện cái năng lực xuất sắc và cả cái sự trách nhiệm của mình trong thời gian trước đó. Những người tuổi Thân hãy cố gắng trau dồi thêm những kiến thức, tích lũy thêm những kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, tiến gần hơn đến cái mục tiêu, đến cái mục đích của mình đã đặt ra từ trước. Thêm nữa, ở trong thời gian này, những người tuổi Thân được cục diện ngũ hành tương sinh, mùi thổ sinh thân kim, vậy nên là cũng được cái sự trợ giúp trên con đường tình duyên, nó được tươi sáng hơn. Hai người yêu nhau thì càng ngày càng nồng thắm, không có khó khăn nào có thể ngăn trở được hai người. Bên cạnh đó, những người độc thân thì nhờ có vận đào hoa vượng nên là cũng gặp được nhiều cái cơ hội và tìm kiếm được những nhiều đối tác, nhiều người khác phái, khiến cho tình yêu nảy nở và quý vị cũng sẽ dễ dàng tìm được một người bạn đời ưng ý trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận trình nhân duyên ấy, và tăng cường cái tài lộc may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày mùng 4 Tết thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 4 Tết thì những người tuổi Dậu được dự báo là sẽ có nguồn thu rủng rỉnh nhờ có thiên tài nó nhập mệnh. Một số người sẽ có cái cơ hội trúng số đổi đời, một số người may mắn ra đường nhận được tiền. Cái lợi nhuận nó đến từ nhiều cái công việc tay trái khác nhau hoặc là từ cái công việc kinh doanh buôn bán. Có thể không nhiều như mong đợi, nhưng mà các bạn cũng có một khoản đáng kể chi tiêu trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Nhờ vậy mà các bạn có thể thoải mái chi trả cho các mục đích sinh hoạt của bản thân cũng như là của gia đình. Bên cạnh đó, công việc trong ngày hôm nay thì cũng khá là ổn thỏa, không gặp phải bất cứ cái vấn đề nào khúc mắc. Các bạn đảm bảo được cái tiến độ, tiến trình và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ đúng thời hạn. Những nhiệm vụ được giao vào tay của những người tuổi Dậu ấy thì luôn được mọi người yên tâm vì biết chắc chắn các bạn sẽ làm rất là tốt. Các bạn đang có sự tin tưởng và có sự tín nhiệm rất cao cho tập thể. Hôm nay thì cũng được cục diện ngũ hành tương sinh, mùi thổ sinh cho Dậu Kim. Vậy nên đây cũng chính là cái cơ hội tốt để bản mệnh bày tỏ cái tình cảm với những người mà mình thầm thương trộm nhớ. Tình duyên của các bạn đã tới, nếu mà có người tâm đầu ý hợp ấy thì đừng nên chần chừ mà hãy ngỏ lời để cho đối phương được biết. Người có đôi có cặp trong thời gian này cũng đừng bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời để hâm nóng cái chuyện tình cảm của hai người. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 4 Tết năm 2024. Và trong ngày mùng 4 Tết, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Ngọ, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mão, 4 tuổi Mùi, 5 tuổi Thân và 6 là tuổi Dậu. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày mùng 4 Tết. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.